12/6. 12/6. Đấy, 12/6. Thì 12/6 năm nay đấy. Hôm nay là 17/9. Mới có, mới có 3 tháng thôi. Bình Dương theo thông tin báo cục trẻ, tức là người ta bảo không có ban tự động, hoặc không có ban tự động. Thì cái này là tự động, chắc là nếu mà ban tự động thì là ban an toàn. Đó là đường đề áp suất có đúng không ạ? Mà sao lại cảm cái mấy nén khí, tôi là không có cái này. Dân nhà mình coi là tài nhiều người, tài không có hiểu biết, không biết. Nguy hiểm quá, tôi có nói. Còn câu các anh chất công ty thì tôi cũng ok, tin tưởng lắm được. Các cô bác anh chị làm bên nghề của mình, cả mưu sinh ở bên nghề vườn, cái này là chúng ta hết sức chú ý. Đây là chuẩn bị nghiêm ngặt, cho nên các thiết bị của nó phải, các thiết bị bảo vệ của nó phải có đủ. Thế còn bây giờ đây là đưa ra một cái lời, cái lời cảnh báo. Đây bây giờ chúng ta xem một cái vụ tai nạn tiếp nữa, rồi chúng ta xem đến cái lời cảnh báo. Cái đèn đổ mình khi nén là còn chút nữa. Một bình bơm hơi dành cho xe gắn máy đã phát nổ tại một tiệm sửa xe ở số 174 tại một Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, khiến một người đàn ông chết ngay tại chỗ vào chiều ngày 23/4/2012. Thông tin ban đầu cho biết ông Phùng Nhật Luân, 49 tuổi, trú tại phường 14, quận Phú Nhuận, đang ngồi uống cà phê sát bên tiệm sửa xe này thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ bình bơm hơi của tiệm sửa xe, khiến ông Luân chết ngay tại chỗ với thương tích nặng phần đầu. Bình ga bị nổ văng xa khoảng 8 mét, nhiều ly cốc chai lọ bị vỡ do sức ép của vụ nổ. Được biết nạn nhân thường xuyên ngồi đây đến cửa tướng và uống cà phê, hôm nay đang ngồi một mình chỉ gặp nạn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đến theo dõi vụ việc. Hơn 2 tiếng sau khi xảy ra sự cố, nạn nhân đã được đưa đi. Nguyên nhân của vụ việc trên vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ. Tôi chích lại một vài hình ảnh nhé, các cô bác anh chị nhé, để xem. Xem thế nào. Một bình bơm hơi dành cho xe gắn máy đã phát nổ tại một tiệm sửa xe ở số 174 tại một Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Đây, hậu quả của các cái bình tự chế. Chính xác. Thưa quý cô anh chị, nếu chúng ta hiểu được cái đây là cái người ta tận dụng cái gì đây, cái lốc máy lạnh làm máy nén khí. Đây cái lốc máy này thì ta thấy là hàng này là làm đây, ta thấy là không phải hàng công ty rồi đúng không? Hàng này hàng chế rồi, cũng như bà con nhà mình là ông cái không hiểu biết được. Và cái lốc máy lạnh này theo như chúng tôi được biết của những anh ấy, nó nén đến có 9 tí thôi đúng không? Để từ lốc này có khả năng nó nén đến 20 tí, trước của lốc nén của máy lạnh khả năng nó nén đến 20 tí. Cho nên là đây nếu thiết bị bảo vệ bà con nhà mình không hiểu thì người ta chế mà. Ngay đây là do cái gì, vấn đề là gì, là cái tự chế của hoàn cáo mạng. Như bà con cô bác là cái này là cái vụ tai nạn là của một cái việc phá sửa xe. Thế còn là nổ nhiều lắm, ở đây thì không có thời gian để nó đưa ra cho cô bác anh chị xem rất là nhiều được đâu. Nhưng mà đây ví dụ như là một cái vụ mà nổ cái bình chứa kính nén ở đường dẫn cao tốc Trung Lương, cái này thì không rõ lắm. Thế nên tôi lấy hình ảnh thôi. Rồi thưa cô anh chị đây, một con ông con của chủ tiệm chết thảm đây. Đây này 2013. Đó, cái nơi mà xảy ra cái vụ nổ thì thưa cô anh chị đã đang nhìn thấy hiện trường của cái vụ nổ này. Đó, cái bình của nó đây nó lăn xuống ruộng đây này. Đây là cái bình thì chưa biết ngay nó nổ đây. Và nổ nó xuống được. Mà nhìn những cái cảnh này thì thưa cô bác chị là gì? Phải nói là đây, một phần của nó đây. Đấy, một phần của nó đây. Đó. Chết thảm luôn. Cô bác chị biết là người ta đang làm gì đây không? Xương thật. Mỗi người một cái bịch ni lông.
nhặt thi thể của bé trai 13 tuổi, còn phần nào lượm được phần nào nhặt và thấy đi gom đấy, gom thi thể của em bé vào cái nước trên bé trai 13 tuổi con của mình chủ tiệm bây giờ đun xe rửa xe trên cái đường dẫn cao tốc của đường Trung Lương, được không anh chị? Nổ cái bình chị nhé. Đấy, như vậy là trong cái vụ này thì thưa quý cô bác anh chị, tức là một bé trai con của chủ tiệm chết. Thế còn đây là cái lời cảnh báo còn nhiều lắm, ví dụ như là các nơi các tỉnh thành đều có cái này ấy. Nhiều các anh chị ta xem cái này, ta xem cái cảnh báo của nhà nước về cái này để xử lý. Thì tức là trên đó thì người ta đưa một số các cái vụ việc, nhưng mà cái gì nó nói về cái gì, cái gì nó nói về, có những cái nó nói về cái gì, nó nói về cái bình nhà mình, cái gì nó nói về cái bộ phận truyền động đấy, ví dụ như là động cơ điện truyền cho máy nén này, không có che chắn, không có lưới bảo vệ gì cả, cái đấy là những cái vi phạm đấy, và nguy cơ bị cán, nguy cơ bị kẹt, nguy cơ bị cuốn vào cái đó. Cái gì này thì nó thiếu có thiết bị bảo vệ lớn nhất của ta đấy là nổ. Thì đây là gì? Thiết bị áp lực của mình, ví dụ như là nồi hấp, ví dụ như bình khí nén. Tí nữa ra tôi nói sau. Thì sau cái phần ra chơi rồi tôi tóm tắt cái phần này thì tí nữa tôi nói qua cái mà cô anh chị cũng nhà mình hay dùng. Của mình đa phần là nổ vật lý đối với bình khí nén và nồi hấp. Ở đây thì lửa hấp thì tôi chỉ chú ý cái này thôi. Các bạn ý nữa thì anh chú ý tức là cái mình nói khỏi nhiệt đấy.
một số các cái người đất, các anh chị chưa trả hết áp suất mà đã đi mở rồi. Đây là cái điều mà tai nạn rất bằng nó không thực hiện đúng quy trình. Thế tại sao tôi nhắc các anh chị ở công ty chúng ta phải xây dựng tốt cái quy trình đó nhá, các em tuân thủ người giao dịch và tuân thủ đúng theo quy trình. Quy trình là phải xây dựng thật chặt chẽ ở đây công ty, như tôi nhắc cái này, các anh chị ở công ty cho nên tôi nhắc cái này. Quy trình là cái mà gì, cái mấu chốt để chúng ta làm công tác quản lý đối với những cái áp lực. Cái bảng lớn của các anh chị ấy là quy trình, đó là tóm tắt các bước chính, còn phải có một cái hồ sơ, đây là quy trình chi tiết các nơi như này. Đưa với các anh chị đây này, tôi đi một cái công ty, đây là một cái nồi hấp, ngoài cái tóm tắt chính người ta còn cái cuốn này là quy trình nồi hơi, nồi hấp của người ta đây này. Cái chất này bao giờ nó kèm theo sẵn treo ở trên máy này. Công ty và các anh chị chú ý dùng cho tôi cái này nhé, để quản lý nhé. Tôi đi đây là công ty PepsiCo, xin anh em với đại nghề thì xin anh em về có thể mang về nhé. Như vậy là tôi nói cái nổ, cái nổ hóa học của mình thì thế này các anh chị này. Đây này, bây giờ tôi lấy một cái từ nổ hóa học để cho các anh chị chúng ta lướt qua rồi. Lướt qua cái này thôi. Làm việc ở gia đình nghe cái này khó, cô anh chị công ty chia sẻ với tôi nhé, chia sẻ với tôi cái này, tôi nói cái này là đưa hết hết cả buổi sáng đấy, nhưng với cái này anh thể thích tôi nói tóm tắt được đấy, để chính là cái nó co thứ vào những cái này, giờ tôi cũng giống như là cái gì mà mình chưa giải mã nó đi, người ta đang kiểm soát các yếu tố nguy hiểm thế này, là chuyện gì áp lực cho mình. Thế bây giờ thì tôi nói cái này xong, thì tôi có thể quay lại những cái để chứng minh. Đây là mà để còn dùng để hơi nóng và đồng chai còn ở hiện trường. Cái này cho phép tôi không trình chiếu cái nguyên vụ tai nạn. Chúng ta anh chị nhìn thấy cái người ngược nát bấy hết tất cả máu me cả vũ máu. Thế tôi nói cái vụ là vụ này, đây là cái nổ vật lý đây. Để đưa các anh chị, tức là đây là một cái tiệm, cái tiệm này là tiệm sửa máy lạnh. Thế thì có một cái anh thợ học việc, học ở đây 3 tháng rồi. Học 3 tháng rồi thì anh đã bắt đầu là có nghề. Bữa đó thì thấy một cái xe ba gác của một cái bà bên trai đi ở phía trước nhà. Trên xe có một cái bình bỏ thẻ. Cho nên là vế bên trái có một cái không đổi, vế bên trái có một cái không đổi. Vậy bây giờ mình đi cấp nhiệt, hơ điện cò vào đấy. Nhiệt độ chỉ xe. Đây, bây giờ tôi lấy một cái chai. Một cái chai nhá, tí nữa thì tôi nói chai ra mình luôn đây. Ví dụ cái chai này, các anh chị xem đây này, 0520 là mấy đây? 18 đi, 83 thì nó chưa rõ lắm. Thôi được rồi, cho là 8 đi. Nếu là 18 thì 0520 cộng với 5 13 là hết, đến tháng 5 là hết. Thế ra ta đọc cái này, nếu nó có nhiều số trên đây, các anh chị xem cái quyển sơ cả đảo mới nhất là cái kiểm định lần sau cùng. Phải có cái kiểm định cái 3-4 lần đó. Số nó đóng trên đó, bây giờ cái là một quyển sơ mới, mình tìm loài mắt luôn, phải không đó. Đấy, nó đóng chẳng đóng chỉ. Các anh chị xem nhá. Rồi, ví dụ như anh này là tháng 1 này, 1998 này, ví dụ thế, đó mà. Còn tí nữa đây, cái bình ga này, bình ga nhà mình này, thì tôi nói luôn thì anh này tí nữa quả bình mở.
đây chai acetylen vân vân các thứ này, gia đình ra thì mình này, như cái này là kiểm tra 0220 để đấy. Sau đó rồi thì dầu về phơm lên trên kho này, từ trên cao thế là liên kết đường ống, dầu chảy về xưởng luôn, ai cần mở van lấy thế là xong, khỏi phải chuyển đi lấy từng xô từng can về, đúng không ạ? Đây là một sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ta cứ nói thế thì đơn giản. Thưa cô anh chị, nhưng mà các thùng dầu về bây giờ để mà bơm lên kệ này thì lấy cái gì? Lấy cái gì mà bơm lên? Lấy khí nén. Đây đường ống khí nén như này. Đường ống khí nén này có áp suất là 7 kg/cm². Cái thùng phi này coi là gì? Áp suất thiết kế là 0.5 kg/cm², đó không phải là thiết điểm nữa. Chuyển nén khí vào, nén mà nhiều thùng phi nữa đây. Các dấu hiệu nó còn ngót hết rồi, nhưng mình không có người làm lao động làm việc không có hiểu biết. Người đề ra biện pháp này làm trái quy định của pháp luật. Thợ nhà mình trước khi đang nghiêng thùng phi để cho nó bơm hết dầu, nó ném hết dầu lên quên cái cao này, thì cái thùng phi này nó bật nắp đậy, bật thì cái phản lực của nó rộng thùng phi ngược lại ngược nặng nhất. Nếu lấy áp suất là 7, nhân với gì, nhân với diện tích của cái nắp thùng phi này, thì đúng bằng một cái quả đấm 14 tấn tập vào ngực nạn nhân, nạn nhân chết ngay tại chỗ. Vậy cái sai phạm ở đây là, tôi nhắc anh chị là gì? Vô hình dung mình tiến với thùng phi là một thiết bị không chịu áp lực thành thiết bị chịu áp lực có đúng không? Đây là cái vi phạm trong đó. Anh cái chỉ số này công ty nhiều tôi mới đưa ra. Chứ nếu mà bà con ấy thì năm trước tôi nói chuyện khác anh đây rồi thì công ty nhiều quá. Thành ra tôi mới nói đến những cái này để nhắc nhở các anh chị. Nhiều khi những cái sáng kiến của chúng ta nhưng lại không vận dụng các quy định của pháp luật để chúng ta làm việc thì vô hình dung chúng ta là người vi phạm. Thế nào? Nha. Bài học để lại cho ta nó là thế đấy.